ngạc nhiên lựu pháo tự hành tối tân nhất của quân đội Lào. Vào cuối thập niên 2000, tại Trung Quốc đã xuất hiện những nguyên mẫu của các hệ thống pháo tự hành bánh lốp có kết cấu tương tự như xe xa 155mm của Pháp. Một trong số đó được gọi tên là PCL-09, năm chính thức vào biên chế là 2009. Chúng đã được triển khai trên diện rộng ngay trong năm 2010 tại những cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn. Pháo tự hành PCL-09 trang bị pháo chính cỡ đồng 122mm. Biến thể của khẩu PL-96 dựa trên thiết kế pháo D-30-122mm của Liên Xô với nòng dài gấp 38 lần đường kính, lắp trên khung gầm xe tải bánh lốp Shanxi 6x6 tổng trọng lượng chiến đấu của hệ thống là 16,5 tấn, kiếp chiến đấu bao gồm 5 người. Hệ thống pháo binh PCL-09 cung cấp hỏa lực hỗ trợ gián tiếp một cách hiệu quả cho các đơn vị bộ binh. Nó bắn đi những viên đạn trọng lượng 14-22kg, đi xa từ 18-27km với độ chính xác cao thông qua thiết bị nạp đạn bắn tự động mà PCL-09 đạt tốc độ bắn từ 6-8 phát một phút. Nòng pháo có góc xoay phương vị là từ âm cho đến dương 60 độ, góc nâng hạ tức là góc tà trong khoảng từ 3-70 độ. Khung gầm xe Việt giã lắp động cơ diesel tăng áp cho tốc độ lớn nhất 85km/h trên đường nhựa, tầm hoạt động là 600km, leo được dốc 60%, vượt vật cản thẳng đứng cao 0,6m, băng qua hào rộng 1,2m và lội nước sâu 1,2m. Bên cạnh việc bắn được tất cả các loại đạn 122mm dùng trên khẩu D-30, Trung Quốc còn chế tạo nhiều loại đạn riêng cho PCL-09, ví dụ đạn tăng tầm lắp động cơ rocket hay đạn dẫn đường bằng laser dựa trên công nghệ đạn Kitolov của Nga. Thời gian chuyển trạng thái từ hành quân sang sẵn sàng chiến đấu và bắn đi viên đạn đầu tiên của PCL-09 chỉ mất vỏn vẹn 1 phút, thời gian sau khi bắn hết loạt 6 phát và tiếp tục cơ động yêu cầu không quá 3 phút khiến đối phương rất khó thực hiện các biện pháp đáp trả. Hệ thống điều khiển hỏa lực của PCL-09 bao gồm máy tính đạn đạo, thiết bị định vị và ngắm bắn mục tiêu. Nó còn dẫn thông tin từ xe chỉ huy pháo binh thông qua tổ hợp quản lý chiến trường công nghệ số tiên tiến do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo. Mỗi khẩu đội PCL-09 bao gồm 6 xe mang pháo, biên chế một trung đoàn có thể được cấu thành bởi vài khẩu đội và một xe chỉ huy cấp tiểu đoàn. Ngoài ra còn có một radar khí tượng, một radar trinh sát pháo binh hoặc các phương tiện hỗ trợ khác. Trên nóc cabin xe tải Việt giã, mặc dù có thể lắp thêm một khẩu súng máy hạng nặng cho mục đích tự vệ, nhưng cấu hình này không được quân đội Trung Quốc áp dụng, có thể do cả kiếp chiến đấu đều đã có súng trường tấn công của riêng mình. Dựa trên tổ hợp PCL-09, Trung Quốc đã phát triển thêm vài biến thể như PLL-09 đặt trên khung xe thiết giáp bánh lốp ZDL-09 8x8 hay PLZ-07 sử dụng khung xe chiến đấu bộ binh bánh xích ZBD-04. Hai hệ thống trên có khả năng cơ động cao hơn để theo kịp đội hình xe tăng thiết giáp và đặc biệt là còn bơi được trên mặt nước. Biến thể xuất khẩu của PCL-09 mang tên định danh là CFSH-1 là cắt bớt đi những công nghệ độc quyền và bí mật của Trung Quốc. Tổ hợp này nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia trong khu vực. Đáng chú ý hơn, loại pháo tự hành này đã có mặt trong trang bị của binh chủng pháo binh quân đội nhân dân Lào. Hiện chưa có thông tin cụ thể về số lượng cũng như là thời gian họ tiếp nhận những hệ thống CFSH-1 trên. Việc quân đội Lào đưa vào biên chế nhiều vũ khí hiện đại có nguồn gốc Trung Quốc đã được dự báo từ năm 2015. Trong lễ diễu binh diễu hành chào mừng 40 năm quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lực lượng đặc biệt của bạn đã gây ngạc nhiên khi bước qua khán đài với súng carbine QBZ-97B trên tay, báo trước một sự thay đổi lớn trong tương lai. Báo Nga nói về Jakon và Kalib trên chiến hạm Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, truyền thông Nga tiếp tục khẳng định các tàu mặt nước của Hải quân Việt Nam có thể được nâng cấp sử dụng tên lửa hành trình Kalib hoặc Jakon. Hãng thông tấn Nga Sputnik vừa có bài viết về hợp tác quân sự Việt-Nga, trong đó nhấn mạnh đến các loại vũ khí Nga đang hiện diện trong lực lượng hải quân Việt Nam. Trong bài viết mang tiêu đề Biểu tượng sức mạnh mới của Việt Nam, Sputnik đã đề cập đến việc 6 tàu ngầm Kilo và lực lượng tàu nổi Việt Nam đã xây dựng một sức mạnh mới để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Theo chuyên gia Alexei Sionberg, không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà ngay trước khi chiếc tàu ngầm thứ 6 mà Nga đóng theo đơn đặt hàng của Việt Nam cập vịnh Cam Ranh ở vịnh Novorossiysk trên Biển Đen đang tiến hành những thử nghiệm trên biển cuối cùng của cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 2 được phía Nga đóng cho Hải quân Việt Nam. Chuyên gia quân sự Nga Viktor Lotivkin từng nhấn mạnh, yếu tố hành động tổng hợp giữa lực lượng trên mặt nước và tàu ngầm rất quan trọng. Các tàu nổi phải được bảo vệ cả dưới nước. Ngược lại, khi ra biển, đặc biệt ở khu vực gần bờ, các tàu ngầm đòi hỏi sự hậu thuẫn của các tàu nổi. Hải quân Việt Nam sẽ có thêm những tàu nổi được xây dựng ở Nga. Cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard đầu tiên là 011 Ninh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ đã được biên chế vào Hải quân Nhân dân Việt Nam
để thực hiện những nhiệm vụ khác nhau, bảo vệ bờ biển, vùng đặc quyền kinh tế, tuần tiễu, hộ tống hoặc rải thủy lôi. Các tàu hộ vệ lớp Gepard Project 1166.1 do nhà máy đóng tàu Zelenodorsk Zavod ở Cộng hòa Tatarstan, Nga đóng cho Việt Nam được trang bị vũ khí hiện đại ứng dụng công nghệ tàng hình, do đó giảm độ bộc lộ radar khiến tàu khó bị phát hiện. Tàu Gepard có khả năng hoạt động độc lập liên tục 20 ngày trên biển, có lượng dạng nước trên 2.000 tấn và có thể đạt tốc độ tối đa 52 km/h. Tàu được vận hành bởi kiếp thủy thủ khoảng 90 người, trên boong có bãi đổ trực thăng đảm bảo khả năng trinh sát chống ngầm. Các tàu được trang bị 4 ống phóng tên lửa chống hạm KH-35 Uran-E, 2 bệ pháo phòng thủ tầm gần và 1 pháo hạm 76mm. Thêm vào đó, cặp Gepard thứ 2 được trang bị ống phóng ngư lôi và thiết bị cho phép phát hiện các tàu ngầm của đối phương và được lắp động cơ mới tốt hơn. Tham gia vào việc bảo vệ biên giới đường biển của Việt Nam còn có các tàu tuần tra Svetyak của Nga với lượng dạng nước 375 tấn dài 50m. Các tàu này đạt tốc độ lên đến 56 km/h, có thể hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm. Hiện hai chiếc tàu tên lửa Monia theo phân loại phương Tây thuộc lớp Taranton mà Nga đã cung cấp cho Việt Nam trong năm 2007 vẫn đang hoạt động rất tốt. Vì thế Việt Nam đã thông qua quyết định đóng thêm 20 tàu lớp này theo giấy phép của Nga. Ban đầu, các tàu Gepard, Svetyak và Monia được trang bị tên lửa cận âm KH-35 Uran-E với trọng lượng phóng 500-600kg, đủ sức tiêu diệt các tàu có lượng dạng nước tới 5.000 tấn ở khoảng cách 130km, với những phiên bản nâng cấp sau này đã lên tới 300km. Tại Diễn đàn Quốc tế Army 2015 ở ngoại ô Moscow, phái đoàn Việt Nam đã bày tỏ ý muốn nâng cấp tàu Monia và trang bị thêm tên lửa hành trình mới của Nga, ví dụ như tên lửa P-800 Yakont với tầm bắn lên tới 300km. Trả lời phỏng vấn của Sputnik, phát ngôn viên của phòng thiết kế Almaz của Nga cho biết rằng yêu cầu này có thể thực hiện được, những sửa đổi trong dự án có thể được thực hiện mà không làm gián đoạn sản xuất. Ưu điểm chính của Yakon là đầu từ dẫn radar của tên lửa có thể bắt mục tiêu mặt nước dạng tuần dương hạm. Tên lửa tự phân loại các mục tiêu, chọn lựa chiến thuật tấn công. Sau khi tiêu diệt mục tiêu chính trong đoàn tàu của đối phương, các tên lửa còn lại tấn công vào các tàu khác, loại bỏ khả năng hai tên lửa trúng vào một mục tiêu. Ngoài tên lửa Yakon, trên tàu Monia cũng có thể triển khai tên lửa lớp Kalib, phiên bản xuất khẩu là Club. Đây là loại tên lửa hiện đang được trang bị cho các tàu ngầm lớp Vasavianka, Project 636 phân loại NATO là lớp Kilo mà Hà Nội đặt mua từ Nga. Sau khi được phóng, tên lửa Kalib bay với tốc độ cận âm. Khi tiếp cận mục tiêu, đầu đạn chứa 400kg thuốc nổ tách ra từ động cơ chính và tăng tốc đến 1 km/s, tức là gấp 3 lần tốc độ của âm thanh. Tên lửa tiếp cận mục tiêu ở độ cao 5-10m, khiến cho nó trở thành bất khả xâm phạm với các hệ thống chống tên lửa của đối phương. Tại cuộc gặp của Tư lệnh Lực lượng Hải quân Nga và Tư lệnh Hải quân Việt Nam, phía Việt Nam bày tỏ ý muốn đặt mua từ Nga cặp tàu Gepard thứ 3 cũng được trang bị tên lửa Kalib. Thượng nghị sĩ Andrei Klimov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại tại Hội đồng Liên bang Nga, người đã tham dự cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội cho biết, khi chi tiền mua vũ khí, người Việt Nam muốn chi tiêu một cách tốt nhất nên muốn mua sản phẩm chất lượng tin cậy của Nga. Ông nhấn mạnh, Việt Nam rất nghiêm túc trong hợp tác kỹ thuật quân sự với Nga. Trong các cuộc đàm phán, Hà Nội khẳng định sẵn sàng tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực quân sự với một đối tác đáng tin cậy và đạt qua những thử thách, đặc biệt là giá cả và chất lượng vũ khí Nga là tốt hơn so với vũ khí phương Tây. Cận cảnh bệ phóng tên lửa đạn đạo Scott của Việt Nam. Theo tài liệu Scott Ballistic Missile and Launch System 1955-2005, công ty xuất bản sách Osprey Publishing có trụ sở tại Oxford của Anh. Năm 1979, Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam 12 xe phóng cùng số lượng nhỏ tên lửa đạn đạo Scott, biên chế đủ cho một lữ đoàn. Hiện nay, đơn vị trực tiếp vận hành tổ hợp tên lửa đạn đạo Scott trong Quân đội Nhân dân Việt Nam là Đoàn Pháo binh B-90, được thành lập vào ngày 24 tháng 5 năm 1982 theo quyết định số 709 trên QD-QP của Bộ Quốc phòng, trên cơ sở tiếp nhận các khí tài tên lửa mặt đất loại 9K-72 Elbrus Scott B của Liên Xô. Trong ảnh, cán bộ chiến sĩ đoàn B-90 trong giờ huấn luyện thực hiện trên bệ phóng tên lửa mặt đất Scud, định danh của NATO, được dùng phổ biến hơn cái tên thật 9K-72 Elbrus. Tổ hợp tên lửa mặt đất chiến thuật chiến dịch 9K-72 Elbrus của NATO, định danh là Scud B, gồm hai thành phần chính, xe phóng 9P-117M và tên lửa 8K-14. Trong ảnh, cán bộ chỉ huy đang hướng dẫn bộ đội các chức năng trên bảng thiết bị của xe phóng tự hành SPU-9P-117M. Xe phóng 9P-117M được thiết kế cho việc chuyên chở đạn trực chiến đấu, phục vụ công tác chuẩn bị phóng và phóng đạn.
Ngoài ra nó còn có thêm một số chức năng khác, ví dụ như kiểm tra tình trạng đạn và các thiết bị phục vụ công tác phóng đạn, cấp nhiên liệu và khí nén cho đạn, thu hồi đạn từ trạng thái chiến đấu khi không phóng đạn hoặc đạn hỏng, cận cảnh các thiết bị trong hộp điều khiển hệ thống chuẩn bị phóng 9V46M. Việt Nam sản xuất thiết bị tên lửa toàn năng X-29. Theo báo Phòng không Viện Kỹ thuật Phòng không Không quân nghiên cứu chế tạo thành công khối mồi máy phát khí 2PP35, thiết bị dùng cho tên lửa X-29 trên Su-27-30MK2. Trong thời gian qua, Viện đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo màn hình đa năng có tích hợp dẫn đường vệ tinh và ghi lưu dữ liệu thay thế khối chỉ thị trực tiếp IPV-1, thiết bị dẫn đường vệ tinh TNL-1000 trong hệ thống điều khiển vũ khí trên máy bay Su-27. Đặc biệt, Viện còn nghiên cứu chế tạo thành công khối mồi máy phát khí 2PP35 của tên lửa X-29, nghiên cứu thiết kế chế tạo thành công cụm khối CB5V70CM của máy tính Simvol GIB trên máy bay Su-27SK và nhiều nhiệm vụ khác. Theo số liệu của SIPRI, tính đến năm 2004, Việt Nam đã mua hơn 100 tên lửa X-29 để trang bị trên các chiến đấu cơ Su-22M4 và Su-30MK2 của Không quân Việt Nam. X-29 là loại tên lửa siêu âm có thể tấn công các mục tiêu kiên cố, các loại tàu chiến đấu, tàu đổ bộ, tàu hậu cần chỉ huy với chức năng tương tự loại tên lửa AGM-65 Maverick của Mỹ và AS-30 của Pháp. Giá phóng X-29 là loại APU-58 và AKU-58. Tên lửa sẽ được thả rơi khỏi máy bay trước khi động cơ kích hoạt. Cấu hình mang tối đa X-29 trên Su-27-30 là 6 đạn, MiG-27 Fokker 2 đạn, Su-17-22M4 Fighter 2 đạn và Su-24M Fencer 3 đạn. Đầu đạn của X-29 là loại nổ lõm được thiết kế chuyên để xuyên phá, và theo giới thiệu của nhà sản xuất, nó có thể xuyên 1 mét bê tông nằm sâu 3 mét đất. Sau khi phóng tên lửa leo lên độ cao 5.000 mét rồi bổ nhào thẳng đứng xuống mục tiêu. Ngòi nổ của X-29 có thể thiết lập theo chế độ chạm nổ khi công kích các mục tiêu dạng như cầu cống hoặc nổ chậm để xuyên phá bong ke hoặc các công sự kiên cố tàu chiến. Phía đuôi tên lửa là động cơ PRD-228. Sử dụng nhiên liệu rắn giúp dễ dàng trong bảo quản và sử dụng. Động cơ này làm việc trong thời gian 3-6 giây, giúp tên lửa bay với tốc độ khoảng 1.250 km/h và đạt tầm xa 30 km. Phiên bản X-29TE, khi khai hỏa X-29, tên lửa sẽ được thả rơi khoảng 3 mét dưới máy bay. Sau đó sợi dây nối máy bay với chốt an toàn trên X-29 bung ra, động cơ tên lửa X-29 sẽ kích hoạt. Thiết kế như vậy là để tránh tác động của động cơ cực mạnh trên tên lửa lên máy bay, cũng như tránh cho khói của luồng phụt từ động cơ tên lửa xả vào cửa hút khí máy bay. Điều thú vị là X-29 có một đuôi lửa lớn và dây đầu tiên sau khi phóng, nhưng rồi sẽ nhanh chóng biến mất dưới mắt của phi công, chỉ còn là một đường khói mỏng trước khi chạm vào mục tiêu và kích nổ một vụ nổ ấn tượng. Và với đầu đạn nặng tới 320 kg, tên lửa X-29 của Không quân Việt Nam có thể phá hủy nhiều mục tiêu kiên cố hoặc chiến hạm có lượng dạn nước trên 10.000 tấn chỉ với một phát bắn duy nhất. So sánh sức mạnh và trí thông minh bom của quân đội Nga-Mỹ. Quý vị thính giả thân mến, ngày 18 tháng 2 năm 2017, GVO có đăng bài Mỹ thử nghiệm thành công loại bom hàng không mới có khả năng thay thế tên lửa. Cách đây hơn 40 năm, ngày 22 tháng 12 năm 1976, Liên Xô đưa vào trang bị bom hàng không chịu nhiệt FAB-500T. Chúng được Tập đoàn Khoa học Công nghiệp Banzan thiết kế riêng cho máy bay ném bom MiG-25RB. Các loại bom khác không thể sử dụng được cho chiếc máy bay siêu âm này. Máy bay trinh sát ném bom MiG-25RB được bàn giao cho các đơn vị không quân Xô Viết năm 1971 là biến thể của máy bay đánh chặn MiG-25. Nó có thể tăng tốc độ lên đến 3.000 km/h và lấy độ cao đến 20.700 m. Với tốc độ gần đạt 3M như vậy, vỏ thân máy bay có thể nóng tới 300 độ hoặc hơn. Vì thế nhôm chỉ chiếm 11% trong tổng số khối lượng vật liệu chế tạo máy bay. Các vật liệu chủ yếu là titan và thép. Các quả bom được treo trên các mốc bên ngoài cũng nóng lên đến một nhiệt độ tương tự như vậy khi MiG-25RB bay. Hơn nữa, khi bom được ném từ máy bay đang bay ở tốc độ 2M và ở độ cao rất lớn, nó còn có nhiệt độ cao hơn. Vì vậy, không chỉ các tham số của bom có thể thay đổi, mà trong nhiều trường hợp, hiệu quả của đòn tấn công từ trên không bằng kiểu bom này xuống còn bằng không. Vì thế mà phải thiết kế bom chịu nhiệt FAB-500T riêng cho MiG-25RB. Chính MiG-25RB là loại máy bay đầu tiên trong lịch sử ném bom khi đang bay với tốc độ siêu âm. Lần thử nghiệm đầu tiên được thực hiện tại Belarus trên trường bắn Polensky. Bom được thả từ độ cao 20 km, bay theo quán tính 40 km và khi nổ đã tạo một cái hố sâu 2,5 m, đường kính 4,5 m. Bán kính nổ văng của các mảnh bom 870 m
Trong trường hợp cho nổ chậm sau khi tiếp đất, hố bom sẽ có chiều sâu 13m, đường kính 22,5m, bán kính nổ văng của các mảnh bom 430m. Sở dĩ có được hiệu quả như vậy là vì tiếp đất với tốc độ lớn, bom khoan sâu vào trong lòng đất và sau đó mới nổ. Các tính năng của FAB-500T như sau. Tổng trọng lượng là 530kg, chất nổ tính tương đương TNT 256kg, dài 247cm, đường kính 40cm, bán kính tiêu diệt tối đa các phương tiện kỹ thuật không bọc thép là 200m, bán kính tiêu diệt tối đa các phương tiện kỹ thuật bọc thép là 75m. Hiện nay, Không quân, Bộ đội Đường không Vũ trụ của Nga đang có trong trang bị bom chịu nhiệt có công suất lớn hơn là FAB-1500T. Loại bom bộc phá hiện đại công suất lớn nhất của Nga hiện nay, FAB-9000M54. Nó được chế tạo từ những năm 50 thế kỷ trước cho máy bay siêu trọng Tu-95. Trọng lượng bom là 9.407kg, trọng lượng chất nổ là 4.297kg, được ném từ độ cao 16.000m và khi máy bay đang bay với tốc độ 1.200km/h. Bom FAB-9000M54 được sử dụng nhiều trong chiến tranh tại Afghanistan từ 1979 đến 1989. Không quân Liên Xô đã ném xuống các trận địa kiên cố của các chiến binh gần 500 quả bom kiểu này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiệu quả sử dụng FAB-9000M54 không được như tính toán bởi vì độ chính xác khi tiếp đất của bom không cao, các hang đá nơi các chiến binh bố trí các căn cứ và nhà máy sản xuất đạn dược quá vững chắc. Trong trường hợp này, sử dụng tên lửa KH-25 với độ sai số cách mục tiêu nhỏ hơn 2m hiệu quả hơn nhiều. Tên lửa 25 KH phóng từ Su-25 chui vào trong hang đá, tiêu diệt sinh lực và phương tiện kỹ thuật của đối phương. Bom hạng nặng được sử dụng chủ yếu là để gây sức ép tâm lý cho đối phương. Còn một lý do nữa tất nhiên là không được công bố công khai, có những quả bom đã gần hết thời gian bảo quản. Ném bom là phương pháp thanh lý chúng rẻ tiền nhất. Tại Afghanistan đầu những năm 2000, người Mỹ cũng hành động tương tự như người Nga trong những năm 80. Cùng với một thành tích tương đương, quân đội Mỹ sử dụng bom rơi tự do BLU-82 B Daisy Cutter, trọng lượng chất nổ là 5.715kg. Cũng tại Afghanistan, Mỹ đã cho thử nghiệm bom chân không thế hệ mới GBU-43 với trọng lượng chất nổ 8.480kg. Các nhà thiết kế bom này khẳng định là công suất của loại chất nổ mới này lớn hơn TNT tới 1,35 lần. Thời đại bom thông minh. Cho đến một thời điểm nhất định, GBU-43 của Mỹ là loại bom phi hạt nhân có sức công phá mạnh nhất. Tuy nhiên, năm 2007, Nga đã cho thử nghiệm một loại bom có công suất cực lớn. Nguyên tắc hoạt động của nó cũng tương tự như GBU-43 của Mỹ và được đặt tên là bom hàng không chân không công suất cao. Bom chân không đã được người Mỹ sử dụng từ trong chiến tranh Việt Nam. Người Việt Nam đã từng được trải nghiệm loại bom này, nên nguyên tắc hoạt động và sức mạnh hủy diệt của nó đã được nói tới nhiều trên các phương tiện. Xin không nhắc lại ở đây. Bom hàng không chân không của Nga thử nghiệm năm 2007 có công suất tương đương 44 tấn TNT. Trước đó thì nó chưa có loại bom nào có sức công phá mạnh như thế. Giữa bom chân không EGBU-47 hiện có của Mỹ và bom chân không của Nga có sự khác biệt tương đối lớn. Sở dĩ có sự khác biệt đó là do bom Nga sử dụng loại chất nổ mới với thành phần, dĩ nhiên là được giữ tuyệt mật. Bom Mỹ với trọng lượng chất nổ 8.200kg, có đơn lượng nổ 11 tấn TNT, còn bom Nga trọng lượng chất nổ 7.100kg, nhưng công suất tương đương 44 tấn TNT. Thêm nữa, diện tích hủy diệt của bom Nga gấp 20 lần bom Mỹ, còn nhiệt độ cháy gấp 2 lần. Có thể hình dung sức công phá của bom chân không Nga như sau. 90m cách tâm nổ, các kết cấu kiên cố nhất bị đánh sập hoàn toàn. 200m cách tâm nổ, những kết cấu không kiên cố bị phá hủy hoàn toàn. Các công trình bê tông cốt thép gần như bị phá hủy hoàn toàn. 300m cách tâm nổ, những công trình không kiên cố kiểu công trình nhà ở, nhà cao tầng bị phá hủy hoàn toàn. Các công trình kiên cố thì bị phá hủy một phần. 450m cách tâm nổ, những công trình không kiên cố bị phá hủy từng phần. 1.100m cách tâm nổ, sóng xung kích làm vỡ kính. 2.300m cách tâm nổ, sóng xung kích thổi ngã người đi đường. Chắc chắn là trong thế kỷ mới, sẽ không còn nước nào chế tạo bom rơi tự do. Chúng đã được thay thế bằng bom có điều khiển hoặc bom bay. Những kiểu bom này còn được gọi là bom thông minh. GBU-43 của Mỹ vừa nói tới ở trên cũng là một kiểu bom như vậy. Gần như có thể khẳng định là sau khi tiến hành một số thử nghiệm nữa, bom chân không của Nga vừa nói tới ở trên cũng có khả năng tự tìm đến mục tiêu. Nhưng thực ra bom thông minh không phải là cái gì đó quá mới. Người Đức đã sử dụng chúng từ năm 1943 để tấn công các tàu Anh với độ chính xác cực cao từ cự ly 8km. Một năm sau đó, không quân Mỹ cũng tấn công người Nhật bằng bom thông minh, cùng với việc vũ khí hạt nhân được chế tạo và được coi là điều kiện cần và đủ để giành chiến thắng quân sự. Kiểu vũ khí thông minh này bị lãng quên. Các kỹ sư vũ khí chỉ là quan tâm đến chúng vào giữa những năm 1960. Những quả bom hàng không có điều khiển đầu tiên rất không hoàn thiện,
trước hết bởi vì chúng được dẫn tới mục tiêu bằng tín hiệu vô tuyến. Rất không lâu sau khi được bom sử dụng, bên phòng thủ bắt đầu sử dụng thiết bị áp chế sóng vô tuyến để đối phó. Hiện nay so với một số các phương pháp dẫn bom có điều khiển đến mục tiêu là radar, laser, hồng ngoại, vô tuyến, vệ tinh, GPS và GLONASS, sai số xác suất vòng tròn khi áp dụng các phương pháp này nằm trong khoảng từ mấy chục mét đến 2-3 mét. Ưu thế nổi trội của bom hàng không khi có điều khiển so với bom rơi tự do không chỉ ở chỗ làm tăng độ chính xác khi ném bom. Khi bay theo quán tính ở cự ly đến 60 km, chúng cho phép các máy bay ném bom phương tiện mang không phải bay vào khu vực phòng không của đối phương. Tuy vậy, trong trường hợp tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph được sử dụng với khả năng bắn hạ bất cứ mục tiêu trên không nào ở cự ly đến 400 km, thì ưu thế này của bom thông minh cũng sẽ gần như bằng không. Còn về việc tại sao bom có thể bay được một cự ly lớn như thế, thì nguyên tắc này rất đơn giản. Dù không có bất kỳ động cơ nào, bom bay được là nhờ mở các cánh thân sau khi rời máy bay và cơ động được nhờ các cánh đuôi. Cần phải nói thêm rằng cùng với sự phát triển bùng nổ của các công nghệ thông tin, chất lượng của bom thông minh cũng thường xuyên được nâng cao. Hiện có tin là chỉ sau một thời gian ngắn nữa, chúng sẽ được dẫn tới không chỉ các mục tiêu cố định mà cả các mục tiêu đang cơ động. Trong trang bị của Mỹ, có khoảng 20 mẫu bom hàng không có điều khiển, phần lớn trong số đó sử dụng hệ thống điều khiển laser. Trong các model mới nhất, nó được bổ sung hệ thống điều khiển GPS, khối lượng chất nổ lớn nhất được nhồi vào bom là 830 kg, nhỏ nhất đến 100 kg chất nổ. Mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin là các bom hàng không của Mỹ có thể bay hơn 100 km, nhưng trên thực tế con số trên khiêm tốn hơn. Kỷ lục về cự ly bay thuộc về GBU-43 bằng 65 km. Đối với tất cả các kiểu bom còn lại, chỉ số trên chỉ trong khoảng 12 đến 24 km, còn về sai số xác suất vòng tròn của bom Mỹ vào khoảng 7 m. Còn trong trang bị của không quân Nga có hai kiểu bom thông minh KAB-500 và KAB-1500. Mỗi kiểu có một số biến thể tùy thuộc vào phần đầu tác chiến. Phần tác chiến của bom có thể là bọc phá nổ mảnh, xuyên thép, xuyên bê tông. Còn có cả biến thể bom chống ngầm có thể nổ ở độ sâu đến 150 m khi sóng biển cấp 6. Cự ly bay của bom Nga kém hơn bom có điều khiển của Mỹ chỉ đến 12 km, nhưng độ chính xác cao hơn. Sai số xác suất vòng tròn nằm trong khoảng từ 3 đến 7 m. Năm 2011, tại triển lãm hàng không MASK 2011, nhà sản xuất đạn dược Regen đã cho giới thiệu sản phẩm mới nhất, bom hàng không KAB-250, các tính năng của nó không được công bố. Tuy nhiên, có một loạt các dấu hiệu có thể cho rằng bom này sẽ được sử dụng cho các máy bay tiêm kích thế hệ 5 của phòng thiết kế Sukhoi là T-50. Chắc chắn KAB-250 sẽ là một loại bom thông minh mới về chất. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.